Đây là câu chuyện về một cô gái trở thành công chúa bất chấp mọi trở ngại. Lọ lem trong video mới của Lalilu. Hãy cùng xem cách làm sáng tạo nha. Bé này gặp may rồi. Hôm nay bạn ấy sẽ được làm nhân vật chính. Trước tiên, hãy thay đổi cơ thể và may váy ngủ. Cắt vải màu xanh ra và lấy kích thước. Vẽ theo búp bê và cắt ra phần vải cần thiết. Xỏ kim và may hai bên váy ngủ. Chừa lại một lỗ cho đầu và tay áo. Váy ngủ đã sắp xong rồi, giờ chỉ cần trang trí nữa. Dùng nhíp và keo nóng gắn cái nơ vào. Cái váy ngủ dễ thương đã xong. Đừng quên trang trí bím tóc luôn nha. Cột sợi chỉ xanh xung quanh và gắn nơ vào mỗi bên. Wow! Hãy cầu nguyện cho Lọ Lem chỉ mơ giấc mơ đẹp với cái váy ngủ này. Bạn ấy ngủ trên giường rồi. Nhưng vài tiếng ồn buổi sáng đánh thức bạn ấy dậy. Thì ra là tiếng này. Những chú chim đang hót. Chúng đang ríu rít. Sao chỉ có một bạn, những bạn khác đâu? Ha, đây rồi. Các bạn giúp mình chuẩn bị nhanh hơn nha. Chim bồ câu dùng mỏ mang giày cho bạn ấy. Chúng giúp treo váy ngủ lên cùng với chuột. Và chúng đang bay với váy mặc ở nhà của Lọ Lem. Cảm ơn, sao sống thiếu các bạn được đây. Hãy cùng làm đồ mặc ở nhà cho Lọ Lem nha. Mọi thứ đến đây. Vải nâu và một màu sáng hơn. Vải lưới xanh dương sẽ làm tay áo. Cắt ra độ dài cần thiết. Làm váy từ vải sáng màu hơn. May nhúng một dải với một đường may và cột eo. Cắt tập dây từ sợi ruy băng satin rộng. Để dây đai dài. Tạp dề đã bị rách vì làm nhiều việc nhà. Nhưng thậm chí quần áo tầm thường cũng không che được vẻ đẹp của nàng. Trang trí bộ đồ bằng nơ trắng. Lọ Lem giấu tóc đi dưới cái khăn tay để tóc gọn gàng. Mình phải nhanh lên. Một cái giày, cái kia. Bà Trimmy chắc đang đợi được uống trà. Để làm thang ta dùng giấy hoa văn. Chọn màu và bắt tay vào làm thôi. Cái thang này có thể làm mọi việc. Lọ Lem đang chuẩn bị khay với ly, ấm trà và đường. Xong rồi là phải đi đánh thức mẹ kế dậy. Và bà Trimmy đã không định dậy đâu, nếu không có tiếng mèo kêu. Mẹ ơi, dậy đi, con mang trà đến. Để đó và ra khỏi đây đi, đồ lười biếng. Rót trà mà không đổ ra thì không được hả? Hôm nay còn cả đống việc nhà phải làm đấy. Lọ Lem cũng muốn uống một ngụm, nhưng bạn ấy không có thời gian luôn. Các chị kế đang chờ bạn ấy ở dưới lầu. Lấy tất cả quần áo của bọn chị đem đi giặt sạch sẽ đi. Lọ Lem cố gắng dọn dẹp sạch nhất có thể. Không sót lại một hạt bụi nhỏ nào. Và mèo làm đổ thức ăn quanh nhà. Ha, không có tí thời gian nghỉ ngơi luôn. Chúng ta dùng búp bê này làm mẹ kế. Chúng ta sẽ thay tóc. Bỏ hết tóc cũ này đi. Lau sạch trang điểm bằng nước rửa móng và làm cái mới. Ta sẽ cần màu xanh lá, đỏ, đen, vàng và trắng. Đầu tiên, dùng màu trắng để vẽ mắt. Thêm con ngươi đen và vẽ mí mắt. Màu mắt màu xanh lá. Thêm chân mày cao. Thêm phấn mắt và son môi đậm. Ta chỉ cần nghĩ ra một kiểu tóc. Nặng đất sét mềm. Để nó cứng và sơn màu nâu đỏ cherry. Thêm chút màu trắng. Cắt một dải giấy xốp hồng. Làm nó uốn lượn và bạn đã có cổ áo rồi. Chúng ta lấy vải nâu làm váy. Dán riêng mảnh chính.
và thêm hai tay áo nữa. Gắn thêm vài cái túi ở hai bên. Bà Jimmy chỉ còn cần phụ kiện. Lấy kim sa làm bông tai ngọc và vòng cổ. Và làm một cái gậy từ cây xiên gỗ. Cắt ra độ dài cần thiết và sơn màu đen. Trang phục đã xong và người mẹ kế đã mưu tính sẵn gì đó rồi. Trong khi bà chơi piano, các con gái đang nghe và nhảy múa. Hôm nay chúng ta sẽ đi vũ hội ở cung điện hoàng tử. Có tin đồn hoàng tử đang tìm vợ. Cuối cùng, Lọ Lem đã chuẩn bị váy cho mình xong rồi. Lọ Lem có nhiều việc lắm, chắc chắn sẽ không đi với chúng ta. Hơn nữa, Lọ Lem cũng không có váy. Ta sẽ biến búp bê tóc vàng này thành tiên đỡ đầu. Che chân lại và phủ váy xuống. Hờ nóng cạnh của ruy băng satin rộng bằng bật lửa. Dán keo nóng hai đầu lại. Làm áo choàng có nón từ ruy băng cùng loại. Trước tiên, cắt phần cánh tiên để đeo vào cánh tay. Quấn ruy băng phân nửa, dán keo và cắt nón ra. Tuyệt vời! Hãy trang trí bằng ruy băng satin. Và trên tay có một cái gậy phép thuật được làm từ tâm. Trang phục của tiên xong rồi. Bạn ấy sẽ bay đến giúp cho Lọ Lem. Hãy hô biến trang phục của Lọ Lem. Ta làm phần trên trước. Quấn dây thun quanh búp bê. Chúng ta may váy xòe từ ruy băng satin rộng bằng cách may nhúng một đường chỉ. Thêm găng tay bằng sơn acrylic ngay lên cánh tay. Cuối cùng, chúng ta dán điểm nối lại. Trang trí tóc bằng băng đô ruy băng xanh. Thứ quan trọng nhất, giày. Thêm chỉ đen làm vòng cổ. Lọ Lem đã sẵn sàng đi vũ hội rồi. Người đẹp có thể thắng trái tim hoàng tử. Mẹ kế đã cho Lọ Lem rất nhiều việc nhà, để Lọ Lem không có thời gian sửa lại váy cũ. Nhưng các bạn chim và chuột đã giúp Lọ Lem làm cái váy tuyệt đẹp. Còn có rất ít thời gian. Bà Jimmy kiểm tra xem con gái mình đã ổn chưa. Lọ Lem đã may váy cho các con. Rizola, Anastasia, lấy trang phục trên kia và mặc vào đi. Xe ngựa đang đợi kìa. Hai người chị xém tí là đánh nhau để giành váy. Nhưng chúng rất đẹp và vừa người hai người. Ha ha, Lọ Lem còn chưa giặt đồ xong. Nhưng nàng xuống lầu rồi. Con xong rồi, con có váy nữa. Con có thể đi với mọi người không? Tùy em. Giờ em không có váy. Hai người chị đã xé nó và đi với mẹ kế. Bỏ lại Lọ Lem khóc lóc. Lọ Lem chạy vào khu vườn. Và đột nhiên tiên đỡ đầu xuất hiện như một phép màu. Con sao thế, đừng khóc nữa. Con vẫn có thể đi vũ hội mà. Nhưng con không có gì cả. Để ta lo việc đó. Và bí đỏ biến thành xe ngựa nhờ vào gậy phép thuật. Chuột biến thành ngựa trắng. Ôi cha, tí nữa quên. Cái váy. Ôi, mẹ đỡ đầu, con rất biết ơn. Nhưng nhớ là, khi đồng hồ điểm vào nửa đêm, phép thuật sẽ biến mất. Con sẽ không quên. Lọ Lem nói và xe ngựa đưa nàng đến cung điện. Khi Lọ Lem đến, mẹ kế và các chị của nàng đã ở đó rồi. Họ không thể rời mắt khỏi cô gái mới. Hoàng tử không rời khỏi cô ta nửa bước. Từ khi thấy Lọ Lem, hoàng tử đã gặp phải tình yêu sét đánh. Họ đã phải lòng nhau. Họ đã cùng nhau suốt buổi tối. Nhưng hoàng tử đã quên hỏi tên nàng ấy khi họ cùng nhau đi dạo trong vườn. Họ đã nhảy một điệu khác khi đồng hồ bắt đầu điểm vào lúc nửa đêm. Người lạ thần bí bắt đầu chạy và làm rơi giày pha lê trên bậc thang. Hoàng tử chạy theo nhưng đã trễ. Chàng nhặt giày và chạy theo xe ngựa của Lọ Lem nhưng nó đã biến mất rồi. Và trong vài phút, xe ngựa đã biến thành bí đỏ lại. Ngựa biến thành chuột và cái váy biến thành đồ rách.
sẽ ra lệnh và mọi cô gái trong vương quốc sẽ phải thử chiếc giày này. Ai mang vừa thì ta sẽ cưới làm vợ. Hoàng tử nói. Anh ta leo lên ngựa và đi đến vương quốc. Bà Trimmy đã phát hiện người lạ thần bí trong vũ hội là Lọ Lem và bà khóa nàng trên gác mái của nàng. Chuột lẻn vào và lấy trộm chìa khóa. Nó chạy vào phòng của Lọ Lem. Yay, mở cửa rồi. Cô gái nói cảm ơn chuột và nhanh chóng đi xuống lầu. Khi bạn ấy thử giày, mọi thứ trở thành pha lê trong suốt. Mẹ kế và các chị kế đã bị bỏ lại tự lo liệu. Lọ Lem và hoàng tử đã kết hôn và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Hãy nhấn like nếu bạn thích câu chuyện cổ tích này. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nào trên kênh La Lilu nha.